Chào các bác nhá. Hôm nay bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác xem và tham khảo một cái mẫu xe rất là cơ bắp luôn các nhá, rất là cơ bắp luôn. Gầm cao máy thoáng các nhá. Đó, một mẫu xe được bên em đánh giá là rất là đẹp luôn các nhá. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho các bác xem cái mẫu xe này. Máy dầu các nhá, mẫu xe này máy dầu, tất cả đây phần lốp láp đây. Còn tương đối dày này, các ông nhìn đây, lốp lắp còn khá là dày, tất cả lốp này như nhau hết nhá, tất cả là bốn quả lốp là như nhau hết, la răng đúc này nhìn rất là khỏe khoắn luôn các nhá. 7 chỗ ngồi các nhá, một cái mẫu xe khá nổi tiếng luôn, đến từ thương hiệu của Mỹ các nhá. Đây tất cả đây các bác xem phần lốp đây, các nhìn đây, lốp lắp là mới như nhau hết các nhá. Chiếc xe được mang tên là Ford Everest các nhá, Ford Everest. Sản xuất năm 2008 các bác nhá, 2008. Và đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2010 các bác nhá. Bảy chỗ ngồi máy dầu. Xe đi cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Đây tất cả em sẽ quay tất cả phần lốp này cho bác xem này, lốp đồng đều nhau hết này, các bác xem này, rất là mới luôn các bác nhá. Dòng này thì gầm cao máy thoáng đi rất là khỏe luôn các bác nhá. Đây lốp láp đây với cả dàn luôn các bác nhá. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô chuyên mua bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc các nhá. Do ngày dịch này các bác ngại đi xem xe thì bên em có thể ship tận nơi cho các bác nhá. Đó thì lúc đó thì em sẽ tính tiền vận chuyển sau các nhá. Đó lúc ấy các bác sẽ thêm tiền vận chuyển cho em. Đối với tất cả các bác nào ở trong khu vực miền trong nhá, ở trong các bác ở trong miền Trung này, miền Nam này, miền Tây đều nhá, nó đại loại tất cả các bác ở miền trong là phí vận chuyển là thêm 5 triệu các bác nhá. Đó. Còn các bác ở ngoài Bắc này thì là vận chuyển là lúc đấy các bác ở tỉnh nào em sẽ tính tiền vận chuyển sau. Các bác xem đây, tất cả thì phần đèn đây ạ. Nguyên bản hết này, rất là mới này. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác xem đây, từng chi tiết một luôn các nhá. Xe rất là đẹp luôn ạ. Gầm cao máy thoáng. Đi rất là khỏe luôn. Lốp láp mới cả dàn. Xe được trang bị tất cả là gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ hết nhá. Đó, lốp mới cả dàn, la răng đúc. Và chủ xe đã độ lên cả màn hình cam lùi và cam hành trình rồi nhá. Đó, mẫu xe này độ lên full đồ rồi. Các bác mua cái mẫu xe này về bây giờ là sẵn dùng thôi, không làm bất cứ cái gì coi nhá. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đâm đụng, không gặp nước nhá. Đây là cái vất về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào nhá. Các bác xem đây, từ phần hóc cửa đây ạ, tất cả trong hóc cửa này sơn zin hết này. Đó, keo chỉ là zin cả xe luôn, máy lổ cực êm các bác nhá. Đây các bác xem đây, phần keo chỉ đây ạ. Keo chỉ đây, keo chỉ zin luôn các bác nhá. Xe rất là đẹp luôn. Mẫu xe được phủ màu sơn vàng cát các bác nhá, vàng cát. Sau đây em mời các bác em xem cái phần nội thất của chiếc xe này. Đây màn hình đầy đủ các bác nhá, màn hình đây. Và đã độ lên cả cam hành trình luôn các bác nhá. Đó. Tất cả đây các bác xem, từ phần táp ly cửa đây ạ. Đó, táp ly cửa đây các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đây nội thất đây ạ. Các bác nhìn đây. Từ phần táp ly cửa này. Nội thất đây, nội thất khá đẹp luôn các bác nhá. Đây em cho xem phần đằng sau đây. Đây các bác xem. Tất cả những cái phần nhựa này các bác nhìn đây ạ, nhiều cái mẫu xe này, những cái chỗ này xước sát rất là nhiều. Nhưng mà đây, mẫu xe này là zin nguyên bản luôn các bác nhá, không bị xước sát mấy các bác nhá, không đáng kể luôn. Nó hầu như là không có. Đây là hàng ghế thứ ba đây. Đây để em cho nó ngửa lên. Đó, đây ạ. Trần chủ xe đã bọc cái trần 5D rồi các nhá. Đó, được trang bị 3 vùng điều hòa. Các ông nhìn đây.
ba vùng điều hòa luôn ạ. Các bác xem đây, từng chi tiết một đây, những cái phần nhựa này đây nó còn rất là mới này. Các bác nhìn đấy ạ, đúng không ạ? Hàng ghế thứ ba đây khá là rộng luôn. Các bác nhìn đây, khá là rộng luôn. Sau đây em sẽ quay cho các bác xem cái phần táp ly bên này các nhá. Đây, táp ly bên này đây. Đó. Tất cả những phần nhựa này các bác nhá là nhựa zin luôn. Chưa sơn lại bao giờ các bác nhá. Tất cả đây keo chỉ đây ạ, các bác nhìn đây ạ. Quá đẹp luôn này. Các bác nhìn đi. Những phần đinh bấm này, đinh tán của nhà máy này, keo chỉ đây. Các bác xem zin này. Cái ốc này zin hết các nhá. Các bác nhìn đây, ốc này zin hết này, chưa bị tháo mở bao giờ đâu. Cái ốc này, những ốc này. Các bác nhìn đấy, những phần đinh bấm này. Ốc nguyên bản hết các bác nhìn này, keo chỉ đây. Ốc zin này, ốc này các bác nhìn này, ốc này. Nhỏ ốc này, ốc zin luôn các nhá, ốc zin luôn. Một cái mẫu xe được bên em đánh giá là rất là đẹp luôn rồi nhá. Nên là các bác giờ mua về sẵn dùng thôi. Tất cả đây các bác xem. Những phần nhựa này là chưa sơn lại bao giờ luôn các nhá. Các bác xem đây, những cái phần vân này. Đó, vân chỉ nguyên bản luôn. Đây các bác xem đi ạ. Quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp chất lượng luôn. Từ phần vô lăng đây, các bác nhìn đây. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 275 triệu thôi nhá. 275 triệu. Đó. Sau đây em sẽ cho bác xem cái phần khoang máy động cơ nhá. Đây ạ, đây để em tắt cái đèn đi, vừa rồi bật đèn hơi lâu thôi nhá. Đây ạ. Đèn hơi lâu. Đây ạ. Rồi. Sau này em cho bác xem phần khoang máy động cơ đấy, để phát hành ngay. Đây, mời bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Đó, đây cam hành trình đây, các bác nhìn đây. Đó. Đầy đủ hết này. Đây. Máy thì lổ rất là êm luôn, so với cái dòng Ford FS này, máy dầu như này nó lổ như này là rất là ổn định các nhá. Đó. Đây, đây là máy dầu mà các nhá. Nó lổ như này rất là ổn định rồi. Đây phần máy đây các nhá, phần máy thì các bác hoàn toàn yên tâm. Máy lổ là ok các nhá. Đó. Tất cả những phần trong kia đây, các nhìn chưa? Còn rất là mới này, các nhìn chưa? Còn rất là mới luôn. Đúng không ạ? Đó. Cái dòng máy dầu các nhá, nó lổ như này là ok rồi các nhá. Nó lổ như này là êm rồi các nhá. Đó. Đây, em hạ capo xuống đây. Dạ vâng, mẫu xe này bên em chào bán mức giá là 275 triệu bao rút hồ sơ. Một lần nữa em mới ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.